con trai đón Đàm Vĩnh Hưng xuất viện sau phẫu thuật. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc khi được con trai Polo và người thân tới viện đón về sau ca phẫu thuật. Sáng ngày 16 tháng 5, Đàm Vĩnh Hưng trả lời ngôi sao anh bị thoát vị, mới phải nhập viện mổ lấy những thứ dư thừa không cần thiết trong cơ thể ra. Ca sĩ nói sau ca phẫu thuật, sức khỏe anh tạm ổn, chỉ còn chờ ngày cắt chỉ vết mổ. Mỗi ngày, tôi sẽ được điều dưỡng giúp rửa vết thương, cảm giác cũng khá nhức nên phải dùng thuốc giảm đau liên tục. Được cái mổ xong tôi có thể xuất viện về nhà. Không gì vui bằng được con trai cưng tới trước. Con trai là liều thuốc khỏe, thuốc giảm đau mạnh nhất của tôi lúc này. Hy vọng khoảng 10 ngày đến 2 tuần nữa tôi hoàn toàn bình phục, có thể trở lại sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng cho biết. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn khán giả, các fan, đồng nghiệp, bạn bè, người thân đã quan tâm, chúc anh chóng khỏe. Vì sợ bản thân đang bệnh, không tiếp đón mọi người chu đáo nên Đàm Vĩnh Hưng từ chối nhiều cuộc thăm bệnh. Tôi đi mổ chút xíu cũng gây rần rần, chứng tỏ còn hot lắm. Tôi xin lỗi vì từ chối không để mọi người vào thăm mình. Tôi thấy ca mổ cũng không có gì to tát nên nhận được những tin nhắn hỏi thăm, động viên là vui rồi. Không cần làm phiền mọi người tới tận nơi, Đàm Vĩnh Hưng cho hay. Nam ca sĩ được các bác sĩ khuyên nên tránh vận động mạnh 1-2 tuần tới, tạm ngưng chơi cầu lông, môn thể thao anh yêu thích. Vì sự cố sức khỏe, Đàm Vĩnh Hưng buộc phải hủy các buổi diễn đã lên lịch trước đó tại hai thành phố Montreal và Toronto ở Canada. Giọng ca 52 tuổi nói anh áy náy vì để việc cá nhân ảnh hưởng đến khán giả và đơn vị tổ chức. Anh nhờ hai đồng nghiệp thân thiết là Dương Triệu Vũ và Hồng Ngọc hát thay mình sau 21 năm ở Toronto. Sau 20 năm ở Montreal được anh dời sang 8-7 biểu diễn. Tôi xin lỗi khán giả và các fan nhiều vì sự cố không mong muốn này. Hiếm khi nào tôi hủy hay bỏ show nhưng tình hình này đành chịu. Mong anh chị em khán giả phương xa thông cảm và thấu hiểu cho tôi, anh viết trên trang cá nhân. Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đầu thập niên 2000, anh gây chú ý với hai ca khúc Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi, Góc phố rêu xanh. Anh tiếp tục ra mắt các album Hưng, Mr. Đàm, Tình ca hoài niệm, Giải thoát. Ngoài ca hát, anh còn làm giám khảo các cuộc thi như Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Tuyệt đỉnh song ca, Thần tượng Bolero. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.